Vua Charles III tuyển đầu bếp cho điện Buckingham. Người đứng đầu hoàng gia Anh đang tuyển dụng một số vị trí cho căn bếp tại cung điện Buckingham, nơi vợ chồng ông dự định chuyển đến vào năm 2027. Theo Hello, vua Charles đang cần tìm bếp phó, trưởng ca và nhân viên khuân vác trong bếp. Bếp phó sẽ làm việc 5 ngày một tuần tại cung điện Buckingham nhưng có thể di chuyển đến các nơi ở khác của thành viên hoàng gia khi cần thiết. Nhiệm vụ chính của bếp phó là hỗ trợ bếp trưởng đặt hàng, kiểm soát kho và lập thực đơn, đưa ra đề xuất cho các mục mới hoặc cải tiến. Gian bếp của vua Charles cũng được miêu tả là sử dụng theo mùa và có nguồn gốc tại địa phương. Các đầu bếp sẽ cùng nhau lên kế hoạch và phát triển thực đơn cho sự kiện. Bếp phó sẽ có 25 ngày nghỉ phép trong năm, được ăn bữa trưa miễn phí tại nơi làm việc, giảm giá 20% tại các cửa hàng Royal Collection Trust Shop và miễn phí vé vào cửa tại các điểm tham quan của Hoàng gia Anh. Phía Hoàng gia cũng hỗ trợ đóng góp 15% cho quỹ lương hưu của nhân viên. Hạn ứng tuyển là ngày 1 tháng 9. Các đầu bếp của cung điện Buckingham có thể nấu một số món vua Charles yêu thích như trứng nướng phô mai, Sierbeckers. Dù người đứng đầu hoàng gia Anh thường không ăn trưa nhưng sẽ có một bữa tối thịnh soạn với các nguyên liệu tươi ngon. Chủ yếu được nuôi trồng tại điền trang của ông. Trong nhiều năm, tôi đã không ăn thịt, cá 2 ngày một tuần và không ăn các sản phẩm từ sữa 1 ngày một tuần, vua Charles III từng chia sẻ với BBC. Người đứng đầu hoàng gia Anh ủng hộ chế độ ăn thuần thực vật để bảo vệ sự bền vững và giảm khí thải carbon ra môi trường. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.